thể nói lên được cái nền bonsai cây của Việt Nam mấy năm gần đây rất là phát triển. Thì quý vị hãy tự tin và yên tâm là nền cây cảnh Việt Nam và bonsai Việt Nam không thua kém gì của thế giới đâu ạ. Chỉ cần chúng ta sáng tạo và chúng ta thổi hồn, chúng ta hết mình với bonsai, hết mình với cây cảnh thì chúng ta sẽ có những cái tác phẩm để đời như này. Cây đại thụ thu nhỏ này quý vị ạ. Nhiều người thì cứ nghĩ là thế giới có cái gì nó bao la quá, rộng lớn lắm. Thế nhưng mà thưa quý vị là thế giới cũng phải học chúng ta. Tất nhiên là ai ai cũng phải học nhau. Nhưng mà người ta nhìn mình, người ta cũng phải học hỏi mình. Đẹp như thế này cơ mà. Ngắm những tác phẩm này thì khen nhiều rồi, chỉ biết khen nhiều rồi, và cái tâm trạng hiện nay là đang lặng người bởi vì cây quá đẹp.